Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 215. Trong lòng Ngô Bình chấn động, hiện tại cậu đã biết được hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Nghệ Hoàng đã trấn áp thứ đó ở đây, chuyện thứ hai là Nghệ Hoàng đã lên kế hoạch từ sớm, để truyền nhân của mình đến đây để luyện hóa thứ này. Cậu hừ lạnh một tiếng, nói, nếu đã biết như thế, vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghệ Hoàng đã sắp đặt tất cả từ sớm, nếu muốn phản kháng lại thì cũng vô dụng thôi. Nói rồi, Ngô Bình lập tức đi vào, xương đen bên trong lập tức tản ra. Cậu lập tức nhìn thấy, ở giữa đại điện, có một cái bệ hình trụ, trên đó có một khối thủy tinh màu tím, bên trong thủy tinh có một luồng khói đen. Luồng khói đen điên cuồng đập vào bức tường pha lê, nhưng có như thế nào cũng không thoát khỏi đó được. Ngay phía trên, có một chiếc cung cực lớn, bên ngoài cung khắc nhật nguyệt sao trời, còn có 9 con rồng, phóng ra khí tức đáng sợ áp chế khói đen bên trong thủy tinh. Mèo đen nhìn khói đen bên trong thủy tinh, không khỏi liếm môi một cái nói, công tử, nó cũng là cấm linh, chỉ là cấp bậc không cao bằng ta. Hay là công tử tặng nó cho ta? Ngô Bình cười nói, muốn cắn nuốt nó. Mèo đen gật đầu, cắn nuốt nó rồi, ta có thể hình thành thập nhất trọng cấm. Ngô Bình biết, trong cấm kỳ có trọng lượng khô cấm, tam trọng cấm là tiểu thiên cấm kỳ, lục trọng cấm là trung thiên cấm kỳ, cửu trọng cấm là đại thiên cấm kỳ, nếu có thể qua được thập nhị cấm kỳ, thì chính là tối cao cấm kỳ. Mèo đen có trợ giúp rất lớn với Ngô Bình, đương nhiên cậu cũng sẽ không keo kiệt, cười nói, đương nhiên là có thể. Mèo đen vô cùng vui mừng, nhìn thoáng qua cây cung kia, nói, công tử, nhận lấy cây cung đi, đó là một món bảo vật. Lồng khói đen kia vừa thấy mèo đen đã cảm giác được không ổn, hét to, ngươi là cái thứ gì? Sao lại có thập trọng cấm? Ngươi rốt cuộc là ai? Thần Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía cung khổng lồ, nói, em trai, tôi cảm thấy vật này là pháp bảo cấp Thánh Hoàng. Ở tiên giới sao lại có đồ của Thánh Hoàng? Phải biết là, Thánh Cổ Đại Lục chỉ có hai vị Thánh Hoàng, khí tức của bọn họ Thẩm Nguyệt vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không phải vị Nghệ Hoàng này. Ngô Bình cũng có hiểu biết hữu hạn về chuyện này, cậu nghĩ một chút, nói chị, có lẽ có người đã từng vào tiên giới, sau đó đạt được Thánh Hoàng ở chỗ này. Cậu thi triển Tam Hoàng hội tụ, ba vị cổ hoàng rõ ràng đều là Thánh Hoàng, chuyện này chứng tỏ ở tiên giới bên này còn có hơn một vị Thánh Hoàng. Khi nói chuyện, Ngô Bình duỗi tay nắm lấy cung khổng lồ. Cây cung kia cảm nhận được ba tấm phù văn huyền ảo bên trong cơ thể nó lập tức chấn động một chút, sau đó thu nhỏ lại còn hơn một mét, bay đến trong tay của Ngô Bình. Vừa mới tiếp xúc với cây cung, ba tấm phù văn trong cơ thể Ngô Bình lập tức hợp thành một, thần niệm của cậu cũng không ngừng rót vào trong đó. Mấy phút sau, cung sáng lên, sau lưng Ngô Bình hiện lên 9 lốc xoáy, mỗi cái lốc xoáy đều có một cấm kỳ khủng bố, chói mắt. Hiển nhiên, 9 cấm kỳ này tất cả đều là đại thiên cấm kỳ. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, nói, trong truyền thuyết, Nghệ Hoàng đã bắn hạ 9 mặt trời, xem ra cái gọi là 9 mặt trời, thực chất là 9 cấm kỳ mạnh mết. Mèo đen đi đến trụ thủy tinh, há miệng hít vào, trụ thủy tinh vỡ vụn, luồng khói đen kêu lên thảm thiết, lại bị hút hết vào miệng, trở thành món ngon của mèo đen. Sau khi ợ hơi, mèo đen lại nhảy đến trên vai Ngô Bình, công tử. Trong cung này, phòng ấn 9 đại thiên cấm chế, hơn nữa đều là thập nhất cấm kỳ. Ngô Bình, sức mạnh của cây cung này quá lớn, bây giờ ta không thể khống chế tốt được. Thần Nguyệt, nếu thi triển bát quái sát trận một lần nữa, đem thứ này làm trung tâm. Bằng sức mạnh của bát quái sát trận, hẳn là em trai có thể phát huy hơn một nửa sức mạnh của cây cung này. Ngô Bình gật đầu, không sai. Lúc này, Thần Nguyệt đã phát hiện trên cây cung có ba chữ nhỏ, thì thầm, xạ nhật cung. Ngô Bình cười nói, vậy không sai, chuyện hậu nghệ bắn mặt trời. Tôi đã nghe từ nhỏ. Thu hồi xạ nhật cung, Ngô Bình bắt đầu tìm kiếm trong điện, cuối cùng phát hiện sau điện có 9 bức tranh khắc đá, trong mỗi bức tranh đều khắc hình ảnh một người đàn ông uy nghiêm đang giương cung bắn tên. Động tác của người đàn ông rất đơn giản, nhưng lại truyền tải một ý cảnh huyền diệu, Ngô Bình lập tức nhìn đến ngây ngẩn cả người. Mèo đen, đây là một phương pháp truyền thần, người ngoài không học được. Hai canh giờ sau, cơ thể Ngô Bình giật vài cái, đây là truy quang quyết, dùng nó bắn tên, tốc độ vượt qua cả tốc độ của ánh sáng, từ đó làm cho thời gian ngừng lại. Cậu nói, hai tay bày thế, trên người bùng nổ sát khí khủng bố, không gian chung quanh vặn vẹo, trong không khí xuất hiện tia chớp nhỏ màu đen. Mèo đen mở to mắt, công tử, pháp quyết này thật khủng bố.
Ngô Bình, pháp quyết này có 9 tầng, tôi chỉ mới tìm hiểu tầng thứ nhất. Mèo đen, xem ra, còn 8 bức tranh, tương đương tầng thứ 2 tới tầng thứ 9. Ngô Bình vung tay, toàn bộ rơi vào trong túi, có thời gian rảnh sẽ tìm hiểu sau, tới chỗ thứ 2 nào. Cậu nhớ vị trí của chỗ thứ 2, là ngọn núi vô danh nằm trong dãy núi khổng lồ, cực kỳ ít khói của nhà dân. Khi hai người và một mèo bay lên không của ngọn núi, Ngô Bình thi triển Tam Hoàng hội tụ lần nữa. Thần Nguyệt nhìn ảo ảnh của Tam Hoàng thì nói, một trong ba người này là Nghệ Hoàng. Nhưng đúng lúc này, từ trong núi có lồng khói vàng bay ra, khói vàng bay lên không, ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ, trong mắt có lửa tím bùng lên. Ngô Bình bay về phía luồng khói, phát hiện nó bay ra tê tê ừ trong một cái hang khổng lồ, sâu không thấy đáy, đường kính hơn 100 mét. Mèo đen nhìn thoáng qua, công tử, bên dưới này có một cấm linh. Ngô Bình, kỳ quái thật, vì sao những nơi này đều có phòng ấn cấm linh? Dứt lời, cậu đáp đất vào hang, hang sâu hóm, xuống hồi lâu mới giãm được lên đất. Dưới mặt đất là một tầng cát vàng, chung quanh rộng rãi. Cậu đi một đoạn, thấy một cung điện màu vàng. Đi tới trước cung điện, Ngô Bình cũng cảm nhận được sức mạnh cấm kỵ của Thánh Hoàng đã dung hợp với mình trước đó đã phản ứng. Lúc trước, cái đầu ảo, thuộc về Thánh Hoàng, chẳng lẽ đây là cung điện của Thánh Hoàng nào đó? Nghĩ thế, cậu thử tới trước cửa điện, đặt tay lên cánh cửa, một nguồn sức mạnh giao hòa với năng lượng của mình, sau đó cửa ầm ầm mở ra. Trong đại điện, kim quang lấp lóe, đôi mắt màu tím đậm hiện lên. Một âm thanh lạnh lùng cũng vang lên theo, cậu là truyền nhân của Vũ Hoàng. Ngô Bình đã biết, sinh linh nơi này giống với nơi trước đó, đều là cấm linh, cậu thản nhiên nói, là ta, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Giọng nói trở nên hận thù, trước đây, Vũ Hoàng trấn áp ta tại nơi này, đến nay đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, mục đích là vì để bồi dưỡng kẻ truyền nhân là cậu. Ngô Bình đi vào, thấy một người khổng lồ ngưng tụ từ hạt cát ngồi trong điện. Một cái lồng ánh sáng đang phủ quanh người hắn, nhốt hắn lại. Ngô Bình hỏi mèo đen, muốn cắn nuốt nữa không? Mèo đen, cái trước tôi phải tốn nửa năm mới tiêu hóa nổi, còn cái này phải do công tử cắn nuốt rồi. Cám linh, nói trắng ra là trí tuệ của cấm kỵ, công tử cắn nuốt nó, sức mạnh cấm kỵ sẽ tăng lên một tầng. Ngô Bình nhìn người khổng lồ cao cả 10 trượng và uy áp đáng sợ nó tỏa ra, cười khổ thứ này thấp nhất cũng cấp chúa tể, e là không nuốt nổi. Mèo đen, công tử đừng lo, cấm linh này có cửu trọng cấm, tôi có thể áp chế, mời mở cấm chế. Ngô Bình nhấn một cái lên lồng ánh sáng, hào, quang nhạt dần, lúc này móng vuốt của mèo đen vung lên, một bóng đen bay ra, người khổng lồ quát, ta và ngươi đều là cấm linh, sao lại giúp nhân tộc đối phó ta? Mèo đen làm lơ nó, chỉ phun ra một luồng hơi, một ngọn lửa màu tím bay ra, người khổng lồ tan ra, hạt cát bị nóng chảy thành chất lỏng màu vàng. Mèo đen vung vuốt, chất lỏng bay trong cung thứ nhất của Ngô Bình. Nơi này, cấm thần cấm kỵ nhân tộc đầu tiên của Ngô Bình mở mắt. Chất lỏng màu vàng rơi trước mặt nó, ngưng tụ thành một cái ao, trong ao đều là nước màu vàng tượng trưng cho sức mạnh cấm kỵ. Hai mắt cấm thần sáng lên, há miệng hút vào, trên mặt ao hiện lên tầng ánh sáng vàng bị cấm thần hấp thu và luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng cho cấm thần. Chưa đầy vài phút, cấm thần lại hút vào khối kim quang thứ hai. Lúc này, nhị trọng cấm đã nhanh chóng hiện ra. Nếu như phóng to hai trọng cấm ra, là có thể thấy được nó được cấu tạo từ một sợi dây xích có cấu trúc 8 vòng xoắn ốc, mỗi một vòng xoắn được tạo ra từ mấy vạn phù văn nhỏ bé. Ta đã có được. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, cười ni nhị trọng cấm. Mèo đen, uy lực của tam trọng cấm còn gấp 10 lần nhị trọng cấm, cho nên sau này sẽ càng ngày càng khó đối phó. Chờ cậu hấp thu xong hết thứ dung dịch vàng kim này, thì cũng đã có thể đạt đến bát trọng cấm. Bát trọng cấm thuộc về trung thiên cấm kỵ, vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Ngô Bình quét mắt ở trong cung điện một vòng, phát hiện một cái hộp đồng, sau khi mở ra, thấy bên trong bầy mấy trăm con rối lớn cỡ lòng bàn tay. Những con rối này tuy nhỏ người, nhưng lại phát ra khí tức khủng bố, giống như mỗi một con đều là một cường giả tuyệt thể. Đang lúc Ngô Bình cầm lấy một con rối trong số đó, một dòng ý niệm mạnh mẽ buông xuống, truyền thụ một chiêu thức võ công cho cậu. Cậu lập tức biết, những con búp bê này, thật ra là do những chiêu thức mạnh mẽ nhất của Võ Hoàng biến thành, mỗi một con đều đại diện cho một chiêu thức nhất định. Chỉ là một chiêu thức võ công, lại khiến Ngô Bình cảm thấy da đầu tê dại, hai mắt mở to trừng trừng, lẩm bẩm nói, lợi hại.
võ công như thế, quả thật nghịch thiên. Cậu không có thời gian học tập nhất định, lập tức thu hồi dương đồng. Lúc này tâm tình của cậu vô cùng tốt, cười nói, đi đến chỗ thứ ba. Chỗ thứ ba, là một thảo nguyên rộng lớn. Thảo nguyên vô biên vô hạn, có thể nhìn thấy có rất nhiều người chăn nuôi đang chăn thả, còn có từng đàn ngựa hoang, cừu hoang rải rác khắp nơi, chỉ cần gió thổi là có thể nhìn thấy đám dê bò. Cách đó không xa, là một gò đất cao trên 100 mét, cỏ trên gò đất vô cùng tươi tốt, nhưng chuyện kỳ quái chính là, dê bò đều không muốn đến đó để ăn cỏ. Lúc đi đến gò đất, Ngô Bình vẫn thi triển ra tam hoàng hội tụ. Gò đất lập tức rung động, ánh sáng vàng xanh phun ra từ mép gò đất. Nhìn thấy luồng sáng này, đôi mắt vốn dĩ đã to của mèo đen lại càng trừng lớn hơn nữa, nói công tử, cấm kỵ ở bên dưới rất có thể là cấm kỵ ký sinh. Ngô Bình khó hiểu, cái gì là cấm kỵ ký sinh? Mèo đen, bản thân cấm kỵ ký sinh cũng không có sức mạnh to lớn gì, nhưng một khi nó ký sinh bên trong cơ thể sinh vật, có thể tăng sức mạnh của vật chủ lên đến cực đại, cho nên cấm kỵ ký sinh chính là đồ vật mà cường giả nào cũng tha thiết có thể sở hữu. Ngô Bình ngẩn ra, cấm kỵ ký sinh vô hại với vật chủ. Mèo đen lắc đầu, chuyện trên đời, có lợi thì sẽ có hại, cấm kỵ ký sinh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, chuyện này cũng không phải là vấn đề với công tử, có tháp thiên mệnh và cửu liên đài ở đây, cấm kỵ ký sinh chỉ có trăm lợi không có một hại với công tử. Nghe mèo đen nói như vậy, cậu lập tức cảm thấy hứng thú, lập tức một kiếm bổ gò đất ra, lộ ra một cung điện màu xám bạc. Đi đến trước cung điện, Ngô Bình vừa muốn đẩy cửa điện ra, thì đại môn cũng đã cảm ứng được khí tức thánh hoàng của cậu, đại môn đột nhiên ầm một tiếng rồi mở ra. Trong cung điện, một quả cầu lỏng màu vàng lam đang quay cuồng bên trong một cái ngọc đỉnh. Bên trong ngọc đỉnh lại hình thành một mảng ánh sáng, vây nó ở bên trong đó. Mèo đen, chủ nhân, đây là cấm kỵ ký sinh. Chỉ là không nhìn ra nó có năng lực gì. Ngô Bình hơi hơi mỉm cười, cấm thần thứ nhất của cậu mở mắt ra, muốn cắn nuốt cấm kỵ ký sinh, nhưng lại bị cậu cản lại. Có cửu liên đài trấn áp, cấm kỵ ký sinh này chắc chắn không dám làm liều, ngược lại sẽ ngoan ngoãn phối hợp với cậu, dẫu sau một người vinh thì hai người cũng vinh, Ngô Bình mạnh lên cũng sẽ có trợ giúp cho nó vào sau này. Quả nhiên, giây tiếp theo, những sức mạnh đó lập tức thẩm thấu đến mỗi tế bào của Ngô Bình, mỗi một kinh mạch và huyệt đạo bên trong cơ thể, lập tức khiến cho thể chất của cậu, cấm thần, cao lên một bậc, đạt tới độ cao chưa từng có. Cậu cảm giác, thực lực thật sự của bản thân đã đạt đến thánh nhân cảnh, thậm chí là còn mạnh hơn. Sau nửa canh giờ, quá trình này mới kết thúc. Thần Nguyệt, em trai, đi nhìn xung quanh xem, hẳn là có đồ vật mà Thánh Hoàng đã để lại. Ngô Bình tìm kiếm một lát, phát hiện bên trong có một chiếc gương cổ, lớn cỡ bàn tay, khi chiếu về phía trước thì có một chùm sáng đỏ bay ra. Cậu phát hiện, ánh sáng đỏ này có thể khiến cho kẻ địch suy yếu, hơn nữa khi khởi động cũng không cần đến năng lượng của cậu, chắc chắn là một món chí bảo. Nhìn kỹ hơn, mặt sau của chiếc gương, có khắc ba chữ cổ gương U Hoàng. Hóa ra là U Hoàng. Thần Nguyệt, lúc trước, những người đến từ Thánh Cổ Đại Lục, tất nhiên là có một nhóm tuyệt thế thiên kiêu, bọn họ chứng đạo ở tiên giới, trở thành Thánh Hoàng. Chỉ là không biết tại sao, bọn họ lại không trở về. Ngô Bình gật đầu, đáng lẽ nên là như vậy. Toàn bộ Thánh Cổ Đại Lục mới có được hai vị Thánh Hoàng, nhưng ở tiên giới lại có đến ba vị. Mèo đen, hiển nhiên là ở tiên giới dễ dàng xuất hiện thánh hoàng. Bây giờ hẳn là cũng có thánh hoàng tồn tại, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Ngô Bình hỏi mèo đen, nếu mày trở thành cấm kỵ tối cao, thực lực có thể ngang bằng với thánh hoàng không? Mèo đen suy nghĩ, nói có lẽ là có. Chỉ là về thánh hoàng, tôi chưa thể hiểu hết được, không biết nên phán đoán thế nào. Bây giờ Ngô Bình đã đi qua nhiều nơi, thấy thời gian đã không còn sớm. Hai người một mèo lập tức trở về Thái Hoàng giáo. Cậu biết rõ, tiên triều Huyền U không có khả năng từ bỏ dễ dàng như vậy, cậu vẫn phải ở đây tọa trấn một thời gian. Lúc này ở Thái Hoàng giáo còn chìm đắm trong vui sướng của sự thắng lợi, từng nhà một đều sáng trưng đèn đuốc, đốt pháo hoa. Nhưng mà, lúc này cũng có mấy vạn tu sĩ Huyền U tiên triều từng giờ từng khắc chuẩn bị phản công, bọn họ nên là người tỉnh táo nhất. Ngô Bình đi đến trước mặt mấy vạn tu sĩ, lúc này cậu mượn sức của cấm kỵ ký sinh, một mình mạnh mẽ không thua kém thánh nhân, hơn nữa, có thể mượn sức mạnh của cấm kỵ ký sinh, trực tiếp giác ngộ tu sĩ, tổ chức đội quân cấm kỵ.
Giáo chủ Thái Hoàng cũng ở đây, Ngô Bình nói thẳng, giáo chủ, con muốn 300.000 tu sĩ tu vi từ bí anh cảnh đổ lên, xây dựng một đội hình thứ hai. Hai mắt giáo chủ Thái Hoàng sáng lên, không thành vấn đề. Thắng lợi hôm nay đã khiến cho Thái Hoàng giáo của chúng ta trở nên nổi tiếng. Vừa rồi, tất cả tông môn thực lực hùng mạnh đã đến tìm ta, bọn họ đồng ý xuất nhân lực. Ngô Bình, được, tu vi càng cao càng tốt, người càng nhiều thì càng tốt. Huyền U Tiên Triều nhất định sẽ không từ bỏ, sắp tới nhất định sẽ còn ra tay nữa. Đến lúc đó, chúng ta đánh bọn chúng thật tàn nhẫn, đánh bại bọn họ hoàn toàn. Giáo chủ Thái Hoàng cười nói, Ngô Bình, cho ta thời gian một ngày. Ngày mai trước lúc giữa trưa, ta nhất định tìm đủ người. Đêm đó, Thái Hoàng giáo tổ chức họp khẩn cấp, tất cả tông môn hạng ba đổ lên, thế gia gia tộc đều lần lượt đến, ai có tiền ra tiền, ai có người ra người. Phía trên đỉnh đầu hiện lên bóng ảnh bát quái, Ngô Bình đứng ở trung tâm của bát quái trận, U Hoàng kính ở phía trên đỉnh đầu của cậu, tay cầm xạ nhật cung, khí tức khủng bố trấn áp tám phương, đẩy lùi mọi thứ. Sát trận mạnh mẽ thật, giáo chủ Thái Hoàng là bậc cường giả mà cũng vì trận này mà đại kinh thất sắc. Phải biết là, giáo chủ Thái Hoàng là người đã bước nửa bước vào hỗn độn cảnh, nhưng trong tay ông ta có pháp bảo cấp hỗn độn, sức lực cũng không thua kém gì người ở hỗn độn cảnh. Ngay cả một người như ông ta vậy mà ở trước bát quái sát trận của Ngô Bình cũng phải cảm thấy sợ hãi, có một loại cảnh giác bị uy hiếp. Đến tính mạng vô cùng mãnh liệt. Những người khác thì càng khỏi phải nói, trận này vừa phát, người bên ngoài trận pháp đều lần lượt ngã xuống, đến cả ý muốn phản kháng cũng không dám có. Ngô Bình chỉ tay về phía trước, sau đó dương cung lên, xạ nhật cung ở trong tay phóng ra sát khí kinh thiên, phía sau cậu xuất hiện 9 vòng xoáy nước lớn, các sinh linh cấm kỳ bên trong trung tâm vòng xoáy lúc này đều đã thức tỉnh, khí tức khủng bố khiến cả chân hoàng tiên giới đều run rẩy. Vèo! Một mũi tên rực rỡ bắn ra, giống như một dải cầu vòng dài, xuyên thủng mây ở trời cao, không gian ở phía trước mũi tên bị ép lại vặn vẹo, trong nháy mắt đã bay ra hàng trăm triệu dặm. Ngay phía trước, một ngôi sao, khổng lồ bị mũi tên ánh sáng đâm trúng. Am! Ánh sáng mãnh liệt chiêu rọi khắp tứ phương tám hướng, ngôi sao này nổ tung trong nháy mắt, cảnh tượng này, đều được người trong toàn bộ chân hoàng tiên giới nhìn thấy, tất cả đều khiếp sợ. Sau khi bắn một mũi tên, Ngô Bình vẫn không tốn bao nhiêu thể lực, cậu rất hài lòng với hiệu quả của cấm kỵ chỉ binh, lập tức vung tay lên, thu hồi sợi tơ lại. Khi không có sức mạnh của cấm kỵ ký sinh thêm vào, khí tức của mọi người đều vì chuyện này mà yếu đi, sinh ra một loại cảm giác trống trải. Ngô Bình trầm giọng nói, từ giờ trở đi, các người đều đã lệ thuộc với Cửu Thiên Quân, các vị đều phải nghe theo, một khi có hiệu kên, người trong Cửu Thiên Quân đều phải tập trung ở đây ngay lập tức. Tuân lệnh, mọi người đồng thanh đáp lại. Sau đó, Ngô Bình và Thần Nguyệt trở về Vô Lượng Kiếm Cung. Cậu muốn tu luyện truy quang quyết trên 8 bức tranh khắc đám cùng với tuyệt học võ công được võ hoàng phong ấn bên trong người rối. Thần Nguyệt cũng không nhàn rỗi, tu luyện Thái Thượng Hỗn Độn Nguyên Đại Đạo Kinh. Hai người tu luyện, không biết đến sự thay đổi của thời gian, chớp mắt đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Ngô Bình đã học xong được chiêu truy quang quyết, con rối của võ hoàng, cậu cũng đã tìm hiểu được 8 con. Tuyệt học của võ hoàng cũng không phải nhỏ, cậu càng luyện tập càng cảm thấy lợi hại. Càng luyện càng có thêm những hiểu biết mới. Cùng lúc đó, cấm kỵ của Ngô Bình mỗi ngày cũng hấp thụ kim quang, từ nhị trọng cấm, rất nhanh đã tăng lên ngũ trọng cấm. Chỉ là, muốn đột phá lên lục trọng cấm, thì cần phải có thời gian rất dài, ít nhất cũng đến nửa tháng. Sáng sớm ngày thứ bảy, Ngô Bình còn đang tu luyện, giáo chủ Thái Hoàng đã đi vào trong viện, nói tiểu Ngô. Huyền U lại phát binh một lần nữa, lần này đến 5 triệu đại quân. Ngô Bình đẩy cửa bước ra, nhàn nhạt nói, được lắm. Cậu lập tức bay lên không trung, lạnh lùng nói, Cửu Thiên Quân. Tập hợp. Lập tức, có hàng trăm ngàn tu sĩ từ khắp nơi tập hợp lại đây, đủ loại màu sắc giống như sao băng, tất cả đều tập trung ở trên giáo trường. Chưa đầy 10 phút, hàng trăm ngàn đại quân đã tập hợp đông đủ. Ngô Bình liếc nhìn, lạnh lùng nói, các vị, đại quân Huyền U lại xâm lấn chân hoàng tiên giới một lần nữa. Vợ con cha mẹ gia đình chúng ta đều ở sau lưng. Nếu chúng ta lùi bước, chúng ta thất bại, thì bọn họ sẽ bị quân Huyền U tiêu diệt. Bây giờ, theo tôi xuất chinh, tiêu diệt Huyền U ai? Tiêu diệt Huyền U, y mọi người hô to, chấn động cửu tiêu. Ngô Bình khởi động cấm kỵ ký sinh, mấy chục vạn sợi tơ buông xuống,
bát quái sát trận hình thành. Cậu dỡ oám lên bát quái, bay đến hướng của đại quân Huyền Yêu Ai. Thiên cương sát trận có hàng triệu đạo binh, uy lực còn mạnh hơn rất nhiều so với viêm long đại trận trước. Đó, bên trong đạo binh không chỉ có 800 cường giả đạo cảnh, mà còn có một bị đã bước một nửa vào hỗn độn cảnh tọa chấn, cùng với một món pháp bảo cấp hỗn độn. Đại quân Huyền U lần này vô cùng tin tưởng, muốn một trận dẹp Yên Thái Hoàng giáo. Nhưng vào lúc này, một cái bát quái bàn cực lớn bay từ phương đông đến, tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh tượng như vậy, người điều khiển thiên cương sát trận, vị cường giả bước nửa bước vào hỗn độn cảnh kia lớn tiếng nói, khởi trận. Đột nhiên, một con quái vật có chiều cao hơn 3.000 trượng xuất hiện, nó có hai đầu, một đầu thở ra lửa, một đầu khác phun ra khói, trong khói có sấm chớp, trong lửa không ngừng nổ mạnh. Quái vật gầm lên một tiếng, tay cầm theo một thanh rìu lớn, tấn công về phía bát quái trận. Ngô Bình đã chuẩn bị từ sớm, u hoàng kính trên đỉnh đầu chiếu xuống, hồng quang dọi xuống, con quái vật lập tức bị suy yếu, chiếc rìu trong tay đột nhiên không thể đánh xuống được. Cùng lúc đó, cậu kéo xạ nhật cung. Lần trước cậu chỉ học được cấp thứ nhất của cách bắn, bây giờ đã học được 4 cấp. Vèo! Mũi tên bắn trúng quái vật, xuyên qua hai cái đầu của nó, đầu nổ tung, cơ thể sau đó cũng sụp đổ. Vị chủ trận kia biến đổi sắc mặt, phun ra một ngụm máu đen. Mà trăm vạn đạo binh bên trong thiên cương sát trận, 1/3 đều hộc máu ngã xuống đất, có 1/1 đã mất mạng. Chủ trận đại kinh thất sắc, lập tức hét lên điên cồng, lập tức lui về truyền tống đại trận. Ngô Bình thấy đối phương rút lui, cũng không đuổi theo, chỉ là lạnh lùng nói, Huyền U Tiên Triều nếu còn dám đến đây nữa, Chân Hoàng sẽ phát binh đến Huyền U Tiên Giới, ăn miếng trả miếng. Hàng triệu người, hoang mang rối loạn rút lui vào truyền tống đại trận. Ánh sáng của đại trận lập lòe điên cồng. Sau nửa canh giờ, đại quân Huyền U đều đã chạy. Thoát trở về, truyền tống đại trận cũng bị hủy diệt, hiện trường chỉ còn lại một đống hỗn độn. Thấy Ngô Bình không thừa thắng xông lên, mấy người giáo chủ Thái Hoàng có hơi khó hiểu, nhưng đến khu quân địch bại lui, giáo chủ Thái Hoàng mới nói, nếu có thể giết thêm một số Huyền U binh, sẽ càng có nhiều khả năng uy hiếp hơn. Ngô Bình nhìn ông ta một cái, nói, người đầu sỏ gây tội. Là đám người đứng đầu Huyền U Tiên Triều kia. Nhưng Huyền U Tiên Triều có căn cơ thâm sâu, chúng ta không nên đánh tới cùng với bọn họ, chuyển biến tốt thì thu binh lại. Giáo chủ Thái Hoàng gật đầu, con nói đúng. Ngô Bình, khi nào thì giáo chủ chính thức bước vào hỗn độn cảnh? Giáo chủ Thái Hoàng nhẹ thở dài, ta chỉ sợ là cuộc đời này của ta không có cơ hội. Ngô Bình, thế cũng không sao. Mấy ngày tiếp theo, tôi sẽ truyền lại bát quái sát trận cho giáo chủ. Nếu có địch nhân đến phạm, thì dùng đạo, binh kết trận, như vậy sẽ không có bất kỳ bất lợi nào với Huyền U đạo binh. Giáo chủ Thái Hoàng gật đầu, cảm ơn. Lần này nếu như không phải con, toàn bộ Chân Hoàng tiên giới chỉ sợ là đã máu chảy thành sông. Ngô Bình, đệ nhất kiếm tông sắp thành lập, Thái Hoàng giáo bên này, có thể phái một số đệ tử tỉnh Anh qua để hỗ trợ không? Sau này họ chính là đệ tử song phương của hai bên, có thể nhận được tài nguyên tu hành của cả hai bên. Giáo chủ Thái Hoàng đương nhiên vui vẻ, ông ta ước gì có thể gắn bó sâu sắc với thầy trò Ngô Bình, dẫu sao vị này chính là nhân vật tuyệt thế có được kiếm đạo vương tọa, tiền đồ vô lượng. Đại quân Huyền U hoàn toàn bại lui, hàng ngàn tỷ sinh linh của Chân Hoàng tiên giới, Thái giáo Hoàng tuyên truyền khắp nơi, cũng xây dựng Ngô Bình như chúa tể cứu thế, mượn cơ hội tăng lên địa vị của Thái giáo Hoàng ở Chân Hoàng tiên giới. Trong lúc nhất thời, trong lòng vô số bá tánh ở Chân Hoàng tiên giới đều cảm kích Ngô Bình. Bây giờ bọn họ biết, nếu Ngô Bình không xuất hiện, Thái Hoàng giáo sẽ không thể nào đánh đuổi được đại quân Huyền U xâm lấn. Một khi chuyện đó xảy ra, bọn họ rất có khả năng sẽ trôi dạt khắp nơi, ngay cả mạng sống cũng không thể đảm bảo. Sự thật cũng là như thế, trước đây đại quân Huyền U sau khi đi qua, đã đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, thập thất cửu vô, cửu tử nhất sinh. Hôm nay... Sau khi Ngô Bình chuyên thụ bát quái sát trận cho giáo chủ Thái Hoàng thì trở lại chỗ ở của mình. Xem ra hành động của mình cũng giúp dân chúng nhân tộc ở Chân Hoàng tiên giới tránh khỏi thương vong, đây cũng là một công đức, Ngô Bình vô cùng vui mừng, làm chuyện tốt thì có phần thưởng, đúng là quá đãi. Lại qua 3 ngày, khi giáo chủ Thái Hoàng giáo đã thuần thục bát quái sát trận, Ngô Bình cũng chọn lựa 50 đệ tử tinh anh theo mình về vạn kiếm tiên giới đệ nhất kiếm tông. Đệ nhất kiếm tông. Khi Ngô Bình dẫn 50 đệ tử tới trước mặt mấy người Thẩm Huyền Tông thì ai cũng bất ngờ, hơn nữa còn là mừng rỡ.
có 50 đệ tử này gia nhập, đệ nhất kiếm tông lập tức sẽ quật khởi. Kiếm tông vẫn đang tuyển chọn chiêu mộ người, Ngô Bình không có việc gì, mỗi ngày trừ tu luyện thần nguyệt thì đều là đi dạo khắp nơi. Tạm thời đệ nhất kiếm tông có 3 vị tông chủ, theo thứ tự đứng đầu là đại tông chủ Thẩm Huyền Tông, nhị tông chủ Âu Dương Thiên Tế, tam tông chủ La Vô Phi cùng quản lý, đồng thời họ cũng giữ những chức vụ trưởng lão quan trọng. Ngoài ra còn có 9 trưởng lão giữ chức vị trọng yếu, tạm thời chỉ có Ngô Bình là đệ tử trọng yếu, đệ tử trọng yếu được hưởng đãi ngộ và giữ chức vụ, quyền lực tương đương trưởng lão trọng yếu, địa vị cao hơn đệ tử nòng cốt rất nhiều. Ở trong tông vài ngày, Ngô Bình định ra ngoài, cùng Thần Nguyệt quay về Vương Phủ Giang Nam, chuẩn bị đoàn tụ với người nhà. Lúc này, chỉ còn cách năm mới 7 ngày nhưng Vương Phủ đã bận rộn lu bù, chuẩn bị hàng Tết, đốt đèn lồng và mấy công việc đón năm mới. Ngô Bình lúc này nào còn đóng vai nhân vật lớn, cậu là con của Ngô Đại Hưng, phải làm những việc của con cháu trong năm mới. Tết đến thì ai cũng có thói quen thăm viếng bề trên, Ngô Bình mang theo vài bình đan dược tới bên nhà cô mình. Cô rất yêu thương cậu, coi cậu như con trai ruột, tất nhiên cậu phải báo đáp rồi. Nhà cô của cậu lúc này đã là biệt thự, do chính Ngô Đại Hưng chọn lựa và lắp đặt thiết bị xa xỉ. Giờ phút này, cô và dượng của Ngô Bình đang ở trong phòng khách nghỉ ngơi, hiện tại họ đã giao việc làm ăn cho chuyên gia quản lý, có thời gian dạo chơi, thường ngày đều ở nhà. Trương Bân cũng ở nhà, cậu ta đang ôm điện thoại, tặng quà cho một nữ streamer. Thấy Ngô Bình, cô của cậu vui mừng, Tiểu Bình, bố mẹ cháu đâu? Ngô Bình, họ đi nhà Trương Bân vừa nghe tới đan dược, cậu ta cũng biết anh họ của mình hiện là thần tiên, vội nói anh Bình, có phần của em không? Ngô Bình ném cho cậu ta một cái bình nhỏ, cậu phát hiện Trương Bân có triệu chứng thận yếu, Tiểu Bân, đừng ngày nào cũng chơi gái, anh dạy em công phu, em rảnh thì nhớ luyện tập siêng năng. Trương Bân cười ha ha, có anh ở, em luyện hay không cũng thế mài. Ngô Bình nhìn thoáng qua streamer tên Từ Tử Yên trên điện thoại của Trương Bân, trông đúng là trong sáng đáng yêu. Thấy mặt đối phương, cậu sửng sốt một chút, trong đầu có thêm rất nhiều ký ức. Thấy Ngô Bình đột nhiên ngẩn ra, không nói gì hồi lâu, Trương Bân hô tay, anh cũng khoái rồi à? Em nói anh nghe, Từ Tử Yên này hát hay lắm. Ngô Bình phục hồi tinh thần, đúng là hay thật. Cậu đi tới nói chuyện với cô của mình, sau đó rời đi mà chẳng nán lại ăn cơm. Ra khỏi biệt thự, Ngô Bình vứt xe lại, bay lên trời, tới ngọn núi hoang xa mấy trăm cây số. Cậu tìm một tảng đá ngồi xuống, chẳng bao lâu sau, sức mạnh bàng bạc trong vô thần môn không ngừng phóng ra. Giờ phút này, cuối cùng cậu cũng khôi phục trí nhớ. Cảm nhận được sức mạnh tăng lên trong cơ thể, công lực gia tăng, thực lực cũng nâng cao, cậu đọc một đoạn chú, ông Liễu. Một tia sáng bay tới từ xa, dạo quanh một vòng. Phát hiện Ngô Bình thì lại rơi xuống trước mặt cậu, người tới là Liễu Tam Tương. Liễu Tam Tương cười nói, chúng mừng công tử đã khôi phục trí nhớ, không biết lần này lịch kiếp có thu hoạch gì không? Ngô Bình thở dài, như một giấc mộng dài. Ngô Bình bên này, ông có đưa đến không? Liễu Tam Tương gật đầu, đã đưa tới. Vừa dứt lời, ông ta vung tay, một Ngô Bình xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Mấy hôm nay, người này được bỏ vào một nơi sung sướng, vui vẻ vô cùng. Thấy Ngô Bình vội gọi, công tử. Ngô Bình cười nói, hiện tại, cậu đã khôi phục thân phận, tuy đây chỉ là lịch kiếp nhưng sau này cậu sẽ là anh em của tôi. Ngô Bình vô cùng kích động, đại can. Ngô Bình gật đầu, cậu về nhà đi, nhớ bầu bạn với bố mẹ, có tôi ở đây, cả đời cậu sẽ được vinh hoa phú quý. Nói xong, cậu lau một cái trên mặt, vẻ ngoài thay đổi, khôi phục dáng vẻ trước kia. Đầu tiên là đưa Ngô Bình về Vương Phủ. Tự mình tiết lộ bí mật cho những người quan trọng như Nghiêm Lãnh Thạch, Liễu Kim Long, Lý Thần Cương. Về phần Ngô Đại Hưng, anh không nói rõ, con trai ruột đã về bên cạnh, như vậy có nói hay cũng chẳng khác gì cả. Hơn nữa có anh thì cuộc sống của anh sẽ không có thay đổi gì. Hiện tại, người đầu tiên mà Ngô Bình muốn gặp là Hàn Băng Nghiên, bây giờ mình thay đổi vẻ ngoài, không biết cô có chấp nhận không? Đại học đã cho nghỉ đông, Hàn Băng Nghiên đang ở trong nhà. Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Ngô Bình, nói đang ở ngoài chờ cô. Hàn Băng Nghiên vui vẻ, mang dép lê ra cửa. Từ dưới bóng cây có một người đi ra, cao lớn phi phàm, nhưng gương mặt đó không phải Ngô Bình, khí chất lại chẳng hề thay đổi. Hàn Băng Nghiên ngẩn ra, anh. Ngô Bình nói, Băng Nghiên, anh là Ngô Bình,
chỉ là thân phận đã khác trước, anh nhanh chóng nói ra tiền căn hậu quả cho Hàn Băng Nghiên nghe. Hàn Băng Nghiên như đang nghe chuyện thần thoại, đã lâu vẫn không thể bình tĩnh, miệng lẩm bẩm, hóa ra là như vậy. Ngô Bình còn muốn nói gì nữa, cô đã nhào vào lòng anh, cười nói, nhưng dù thế nào anh vẫn là anh Bình của em. Ngô Bình mỉm cười, anh còn lo em không thể chấp nhận. Hàn Băng Nghiên nháy mắt mấy cái, em đương nhiên có thể chấp nhận, anh còn đẹp trai hơn trước. Em chỉ lo bố mẹ tạm thời không thể chấp nhận thôi. Ngô Bình thật sự đã quay lại, vẫn nên giải thích rõ ràng. Hàn Băng Nghiên gật đầu, được, có thời gian em sẽ nói với bố mẹ, anh Bình, có phải anh phải quay về không? Ngô Bình cười nói, thế tục rất tốt, an toàn hơn tiên giới nên anh định đưa người nhà xuống thế tục. Thế tục có quy tắc ẩn hình, có mạnh hơn cũng không thể làm bậy, nếu không sẽ bị thiên tuần nha môn truy nã. Và lại anh cũng có thực lực mạnh mẽ, ít ai trong thế tục dám trêu vào. Người của thiên tuần nha môn, Ngô Bình hỏi. Không sai, các hạ không phải tu sĩ thế tục, bọn tôi đến đây hỏi mấy câu. Ngô Bình nói với Hàn Băng Nghiên nói, Băng Nghiên, em về trước đi, ngày mai tôi lại tìm cô. Hàn Băng Nghiên nhẹ gật đầu, được, vậy anh cẩn thận một chút. Nói xong cô nhìn thoáng qua mấy người xa lạ, rồi xoay người về nhà. Đi nơi khác nói chuyện đi, Ngô Bình nói. Người nọ gật đầu, đi theo Ngô Bình đến một quán trà ở gần đó. Trong quán trà không có nhiều người lắm, Ngô Bình mời mấy người lên lầu 3, gọi một ấm trà, nói phục vụ đi pha trà mà anh mang đến. Ba vị, mời dùng trà. Hương trà bay bốn phía, ba người đều nhướng mày, lần lượt nâng chén uống trà. Ngô Bình, ba vị đến tìm tôi, có chuyện gì sao? Người ở giữa nói, tôi là La Đăng, phụ trách tuần tra khu vực Giang Nam của Thiên Tuần Nha Môn. Bọn tôi biết tin, anh đến từ tiên giới, đảm nhận chức Giang Nam Vương. Dựa theo quy tắc của Thiên Tuần Nha Môn, người tiên giới không được làm quan. Ngô Bình gật đầu, tôi biết, chức vị Giang Nam Vương này, tôi không có hứng thú. Cho tôi 3 ngày, Giang Nam Vương sẽ đổi thành người khác. La Đăng nói, không chỉ không thể làm Giang Nam Vương, mà cũng không được chọn người để làm Giang Nam Vương. Ngô Bình nhíu mày, nói cách khác, sau này Giang Nam Vương là ai, tôi cũng không được quản. Không sai, La Đăng nói, sau này các hạ đi đến bất cứ nơi nào ở thế tục, đều bị chịu giám thị. Nếu mà vô cớ thi triển thần thông, sẽ bị định tội. Ngô Bình nghĩ một lúc, có cách nào có được đặc quyền không? La Đăng lắc đầu, không có, trừ phi các hạ giống như bọn tôi, trở thành người của thiên tuần nha môn. Nghe đến đây, hai mắt Ngô Bình sáng lên, không biết cần phải như thế nào mới có thể gia nhập thiên tuần nha môn. La Đăng, 10 đại tiên giới, hỗn độn giới, các thế lực lớn đều có vị trí ở thiên tuần nha môn. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, thế thái ất hoàng triều, núi nguyên thủy có hay không? Vừa nói dứt câu, La Đăng sửng sốt một lúc, các hạ là người của thái ất hoàng triều. Ngô Bình, tôi là đại đan tư đan uyển của Thái Ất Hoàng Triều, cũng là viện chủ của Nguyên Thủy Sơn Đan Viện, muốn một danh ngạch chắc hẳn không là vấn đề chứ. Vừa nghe Ngô Bình là đại nhân vật như thế, La Đăng hoảng sợ, hắn ta vội vàng đứng dậy, nói thất kính. Tiểu nhân đến từ Nguyên Thủy Tiên Giới. Ngô Bình cười nói, mời anh La ngồi, không biết trong thiên tuần nha môn còn danh ngạch hay không. La Đăng nhìn xung quanh, nói, nếu Ngô Công Tử yêu cầu, tôi có thể dẫn anh đến giới thiệu cho tổng quản của thiên tuần nha môn bọn tôi, Ngưu Đại Nhân. Trong tay Ngưu Đại Nhân có không ít chức quan nhàn tản. Ngô Bình không ngồi lại đó nữa, uống thêm một chén trà rồi xin lỗi đi trước. Trước khi đi, anh đưa cho 3 người, mỗi người 1 túi trà. Lá trà do chính tay anh rang, người ngoài có tiền cũng không mua được, là chân phẩm trong chân phẩm, 3 người vui vẻ nhận lấy. Chờ đến khi Ngô Bình đi rồi, người bên tay trái nói, đội trưởng, địa vị của viện chủ Nguyên Thủy Sơn Đan Viện rất cao à? Sao ngày lại khách khí với hắn ta như thế? La Đăng nhìn hắn một cái, nói, núi Nguyên Thủy là chỗ cao cấp nhất ở Nguyên Thủy Tiên Giới. Đạn đạo, viện tôi cũng từng nghe nói, nghe bảo vị viện chủ kia vô cùng ghê gớm, luyện chế ra nhưng loại thuốc không ai biết được. Nhân vật như thế, tôi không nên cẩn thận một chút à? Người bên phải cảm khái nói, không nghĩ đến. Có thể gặp được nhân vật cỡ này, cũng coi như chuyến đi này của chúng ta không tệ. La Đăng đứng dậy, đi thôi, đi tìm Ngưu Đại Nhân, kịp thời báo cáo chuyện này. Dù nói thế nào, tổng quản cũng sẽ thưởng cho chúng ta. Ngô Bình tìm được Liễu Tam Tương,
hai người thương lượng một chút, quyết định về núi Nguyên Thủy trước một chuyến, muốn một danh ngạch của Thiên Tuần Nha Môn. Hơn nữa, anh cũng đã lâu không về nhà, cũng phải đi hỏi thăm người trong nhà một chút. Vạn Phúc Thần Thổ, nằm ở Nguyên Thủy Thượng Cảnh, cũng là Nguyên Thủy Thượng Phủ. Ngô Bình biết người nhà sống ở rìa của Vạn Phúc Thần Thổ, hơn nữa người xung quanh cũng không biết thân phận thật của anh. Lần này đi, anh đã đi hơn một năm, cha mẹ vợ con đều nhớ anh. Anh vừa về đến, đã cảm nhận được khí tức của mấy chục cường giả đạo cảnh vây lấy anh, khí tức này vô cùng quen thuộc, như Đường Tử Di, Lạc Ngưng Đan vân vân. Mọi người phát hiện ra Ngô Bình đã về, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, trong nháy mắt mọi người đã vây quanh anh. Xa nhà hơn một năm, Ngô Bình cũng vô cùng kích động, ôm lấy nhóm già trẻ vợ con, qua rất lâu cũng chưa buông tay ra. Khi về đến nhà, Ngô Bình đã nói hết lại cho mọi người những chuyện đã trải qua mấy năm nay, nghe nói anh đã trải qua một đời ở thế tục, mọi người đều vô cùng đau lòng. Rời nhà một năm, tu vi của người nhà cũng tiến bộ vượt bậc. Trước khi anh rời đi đã luyện chế một ít đan dược nghịch thiên sửa mệnh, nhờ công dụng của đan dược nghịch thiên mà phụ nữ đều đã đạt đến hậu kỳ của đạo cảnh, về cảnh giới đã cao hơn Ngô Bình. Đương nhiên, cái này chỉ là cảnh giới, luận về thực lực, các cô vân không phải đối thủ của Ngô Bình. Trải qua trùng tu một đời này, anh đã bù đắp những khuyết điểm khi tu luyện ở hai vũ trụ, đạo cơ viên mãn. Hơn nữa, mượn sức mạnh của cấm kỵ và 12 đạo mạch, thành tựu tương lai của Ngô Bình còn có thể vượt xa hơn so với trước khi lịch kiếp. Nếu nói, lúc trước có thể xem anh như một thiên kiêu 99 phần, thì bây giờ đã là một thiên kiêu 120 phần hoàn mỹ. Sau khi Ngô Bình về nhà, ba ngày liên tiếp cũng không bước ra khỏi cửa, chỉ ở bên cạnh già trẻ thê nhỉ. Cho đến ba ngày sau, anh mới có thời gian trở lại dưới núi Nguyên Thủy. Anh thân là viện chủ của Đan Đạo Viện, có một phần chức trách ở đó. Tuy rằng bản thân nói là vì bế quan đột phá mà không thể trở về, nhưng hiện giờ có thời gian, nên tự nhiên muốn lộ mặt. Trước đây, anh cũng đã bồi dưỡng một lượng lớn luyện đan sư có thể luyện chế một hai loại đan dược, bây giờ bọn họ đã trải qua một năm luyện tập nên đã tăng lên, phẩm chất đan dược được luyện ra đã vượt xa so với lúc trước, Ngô Bình vô cùng vui mừng. Sau khi chỉ điểm một chút cho các đan sư, buổi chiều anh đi gặp vài vị trưởng lão núi Nguyên Thủy. Nói lấy danh ngạch của Thiên Tuần Nha Môn, loại chuyện này, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, anh quyết định đi hỏi trực tiếp các vị trưởng lão trung tâm muốn thế nào. Sau khi Ngô Bình trở về, các trưởng lão cực kỳ vui mừng, lần lượt hỏi anh hiệu quả bế quan như thế nào, khi nào có thể đột phá. Ngô Bình nói, trong vòng một năm là anh có thể đột phá. Sống lại một đời. Căn cơ anh đã quá thâm hậu, đừng nói là trong một năm, chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng có thể đột phá. Thế nhưng, anh cũng không đảm bảo, quá chắc chắn, chỉ nói một kỳ hạn, trong vòng một năm. Các trưởng lão đều rất vui vẻ, tu vi của Ngô Bình càng cao, đan dược luyện chế ra nhất định sẽ càng lợi hại. Bây giờ, Đan Đạo Viện đã đứng vững, có thể cân sức cân tài với đám người luyện đan sư của Thượng Viện. Trước kia Hạ Phủ đều phải phụ thuộc, muốn mua đan dược. Còn phải xem sắc mặt của Thượng Phủ. Nếu tâm tình của Thượng Phủ không tốt, bọn họ cũng không lấy được đủ số đan dược và đan dược đủ chất lượng. Một vị trưởng lão nói, nghe nói Thượng Phủ có một danh ngạch tiến vào hỗn độn giới. Tam đại hỗn độn giới, có rất nhiều khu vực chưa được khai phá, nếu cậu đi đến nơi đó, sẽ có thể dùng thực lực của chính mình mà sáng lập ra một khu vực. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, đi vào hỗn độn giới sao? Thế hỗn độn giới có thiên tài địa bảo hay không? Đương nhiên là có, mỗi vật ở hỗn độn giới đều phi phàm. Ở tiên giới, linh dược từ cấp 15 đổ lên vô cùng thưa thớt, nhưng ở hỗn độn giới, loại linh dược thế này có số lượng không ít. Một vị trưởng lão nói, Thượng Phủ cho cậu cái danh ngạch này, hiển nhiên là muốn mượn sức của cậu. Thế nhưng, cậu phải nhớ kỹ, mình là viện chủ của Hạ Phủ Đại Đạo Viện, cần phải giữ một khoảng cách thích hợp với Thượng Phủ. Nhóm người này, không có lợi thì không dậy sớm, bọn học thấy được giá trị của cậu, nên lúc này mới nghĩ cách để mượn sức. Thật ra, danh ngạch tiến vào hỗn độn giới này, ở Hạ Phủ của chúng ta cũng có. Chỉ là còn cần phải chờ một khoảng thời gian, nếu Thượng Phủ đã cho cậu danh ngạch, vậy thì đừng khách khí, cứ vào trước rồi nói. Ngô Bình dường như không có hiểu biết gì về hỗn độn giới, anh hỏi, thế hỗn độn giới rốt cuộc là nơi như thế nào? Lúc này. Một vị trưởng lão duỗi tay, chạm vào trên trán Ngô Bình một chút, lập tức có một lượng lớn tin tức tiến vào trong trí não của anh, tất cả đều có liên quan đến hỗn độn giới.
Hỗn độn giới là không gian được hình thành vào thời sơ khai, được hình thành từ năng lượng tinh hoa nhất, có ba nơi. Những cường giả hỗn độn cảnh đó, đều là sau khi tiến vào hỗn độn giới, thì mới lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo. Bên trong hỗn độn giới, có sinh linh hỗn độn sinh sống. Bây giờ ở hỗn độn giới, hết 99% là khu vực chưa được khai phá. Những cường giả hỗn độn cảnh kia đi vào hỗn độn giới, cũng chỉ sáng lập ra được một bộ phận rất nhỏ. Hỗn độn giới có cha nơi, nhưng trước mắt chỉ có hai hỗn độn giới là tìm được nơi đi vào, còn một hỗn độn giới khác có lối vào vô cùng bí ẩn, trước mắt vẫn chưa tìm được cách để đi vào. Lần này Ngô Bình đi vào hỗn độn giới, chạm đầu tiên chính là đi đến trước khu vực mà Nguyên Thủy Đại Đạo chiếm cứ, nơi đó có hàng tỷ tu sĩ cư trú, đa số đều có tu vi từ thần thông cảnh đổ lên, tu sĩ đạo cảnh tuy không thể nói là nhiều như Lông Châu, nhưng chắc chắn cũng không ít người. Sau đó, Ngô Bình muốn một danh ngạch ở Thiên Tuần Nha Môn, mấy vị trưởng lão lại nói vài câu, thì anh lập tức đứng dậy cáo lui. Các vị trưởng lão nói với anh, phải hơn một tháng nữa anh mới có thể đi vào hỗn độn giới. Sau khi về đến nhà, Ngô Bình nghĩ đến một bảo tàng, nơi đó chính là chỗ đi vào hỗn độn giới, chẳng lẽ đó là vị trí thứ ba để đi vào hỗn độn giới mà chưa ai tìm được. Nghĩ đến đây, anh quyết định lại đi một chuyến nữa. Nhân tiện, cũng đi thăm Tả Thiên Thu một chút. Thái Nhất Môn cũng không có biến hóa gì, cuối cùng tu vi của Tả Thiên Thu cũng đã bước vào đạo cảnh, trở thành cao thủ hiếm có trong giới ngũ hành. Ở Thái Nhất Môn một lúc, Ngô Bình đến vị trí của bảo tàng, mở cửa, lại đi vào khu vực kia một lần nữa. Sau khi qua cửa, có một căn nhà nhỏ, lúc này, ở nơi đây. Đang là ban ngày, có thể nhìn được núi cao ở nơi xa. Trong không khí tràn ngập khí tức hỗn độn, khi Ngô Bình ở trong đó, cấm thần hình như vô cùng thoải mái, tham lam hấp thu linh khí hỗn độn. Hình như cấm kỳ vô cùng thích thú với linh khí hỗn độn. Vì thế, anh lập tức ngồi xếp bằng xuống, dùng toàn lực hấp thu. Sau khi ngồi xuống, đã ngồi cả nửa ngày. Bỗng nhiên, anh cảm giác có một cái gì đó ở cách chỗ này không xa đang đi đến gần. Anh mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một con báo màu than trì, đang yên lặng đi đến gần anh. Hiển nhiên, con báo màu than trì này đã coi anh trở thành con mồi của nó. Sau khi thấy Ngô Bình nhìn sang, con báo màu than trì bỗng nhiên tăng tốc, muốn ném Ngô Bình xuống đất. Một con báo mà thôi, Ngô Bình cũng chả để ở trong lòng, chờ sau khi nó lao đến đây, thì đấm một quyền vào ngực của nó. Bộp! Một tiếng trầm vang, con báo đã bị đánh bay đi mấy chục mét, lại đáp xuống trên mặt đất một cách vững vàng. Ngô Bình kinh ngạc, một quyền kia của anh tuy rằng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được, thế mà lại không hề hấn gì với con báo này. Xem ra sinh linh ở hỗn độn giới đều vô cùng mạnh mẽ. Con báo ăn một quyền, sau khi bị đau, thì không dám công kích Ngô Bình nữa, nó nhìn anh một cái, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, nó chạy được một đoạn đường, bỗng nhiên ngã trên mặt đất, chết. Hóa ra, sức mạnh của một quyền của Ngô Bình, bây. Giờ mới phát huy được uy lực, con báo cường tráng này dựa vào thể chất mạnh mẽ để kiên trì, nhưng cuối cùng cũng không chịu đựng nổi. Anh đang muốn đi sang xem xét, thì có mấy con sói vọt ra, kéo xác chết của con báo đi ngay lập tức. Dường như chúng nó cũng biết sự lợi hại của Ngô Bình, nên không dám trêu chọc anh. Ngô Bình lấy ra Đại Thiên Dược Điển, bắt đầu tìm xem ở gần đó có linh dược hay không. Dựa theo những lời mà nhóm trưởng lão ở núi Nguyên Thủy đã nói, ở hỗn độn giới có một lượng lớn linh dược cấp 15 đổ lên, anh muốn đi xác nhận một chút. Rất nhanh, Đại Thiên Dược Điển đã lóe sáng dữ dội, loại phản ứng kịch liệt này khiến cho Ngô Bình giật mình, anh vội vàng chạy theo phương hướng mà Đại Thiên Dược Điển đã chỉ dẫn. Đi được khoảng hơn 100, anh đó ngửi thấy một mùi thuốc kỳ dị, vì thế anh đi chậm lại, tiếp tục đi đến gần. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này cao 200-300 mét, có một con rắn đen khổng lồ quấn quanh ngọn núi, bao bọc lấy cả ngọn núi nhỏ ở bên trong. Quả nhiên là có hung thú bảo vệ dược liệu, ánh mắt Ngô Bình lóe lên, lập tức thi triển thủ đoạn, thân hình biến mất trong nháy mắt, tiếp tục đến gần. Anh nhanh chóng đến dược trên núi. Rắn đen không nhìn thấy anh nên không hề phản ứng. Trên núi, anh nhìn thấy một gốc cây nhỏ màu vàng kim, trên cây có 7 trái, tản ra một mùi hương kỳ dị. Anh chưa từng đến hỗn độn giới, bởi vật cũng không biết được loại dược liệu này, nhưng theo kinh nghiệm của anh mà phán đoán, thì cái cây này có lẽ là linh dược cấp 20. Quả của cây vàng kim, vẫn còn chưa chín,
nhưng nhìn qua thì cũng nhanh thôi. Vì thế, anh tiếp tục che giấu đi hơi thở của mình, đợi cho quả chín. Trong lúc anh đang chờ đợi, có một con diều hâu đột nhiên xà xuống, con diều hâu này vô cùng to lớn, bóng của nó che được cả tiểu sơn. Con rắn đen giận dữ, lập tức ngẩng đầu lên, mạnh mẽ táp con diều hâu. Một ưng một rắn, lập tức lao vào đánh nhau, không ai nhường ai. Sau khi đánh nhau mấy chục hiệp, con diều hâu đã thấm mệt, kêu lên vài tiếng rồi bay lên không trung. Rắn đen nhìn thoáng qua, tiếp tục bảo vệ. Đến khi trời tối, ánh trăng lên cao, ánh trăng sáng dịu dàng rơi xuống trên cây nhỏ, quả của cây vàng sáng lên lấp lánh. Ngô Bình phát hiện ra, từ trong quả của cây, vàng bắt đầu chảy ra chất lỏng vàng kim, hiển nhiên là quả đã chín. Anh lập tức hái quả xuống, bỏ vào trong túi, đồng thời cũng thu cây vào trong đại thiên dược điển, sau đó chạy khỏi hiện trường. Sau khi anh hái trái của cây vàng không lâu, rắn đen cũng đã ngửi thấy mùi hương, biết là quả đã chín, nên muốn hái thử quả, thế nhưng, bây giờ cả cây vàng kim đều không thấy đâu. Rắn đen gầm lên đầy tức giận, cái đuôi lớn quét mạnh xung quanh, đập vỡ cự thạch tan tành thành từng mảnh, để lại một khoảng hỗn độn. Lúc này đây, Ngô Bình đã trốn đến nơi cách nơi đó hơn trăm dặm, sau khi đọc Đại Thiên Dược Điển, anh mới biết loại quả này tên hỗn độn tiên quả, là linh dược. Cấp 21, sau khi ăn hỗn độn tiên quả, trong cơ thể sẽ hình thành một đường hỗn độn tiên khí, thể chất sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó, anh rời khỏi hỗn độn giới. Trước khi đi, anh cũng mang theo cánh cửa đi vào hỗn độn giới về, sau này cho dù anh đi bất cứ chỗ nào, đều có thể thông qua cánh cửa này mà đi vào hỗn độn giới. Sau khi từ biệt đám người Tả Thiên Thu, anh về đến Vạn Phúc Thần Thổ. Anh lấy ra một quả hỗn độn tiên quả ra, sau đó ăn nó, cảm thụ dược lực của nó. Trong hỗn độn tiên quả này, có ba loại tiên lực hỗn độn huyền diệu, nhưng có thể khiến cho cơ thể con người mạnh mẽ lên, là loại thuốc quý hiếm khó có thể có được. Lúc này, Ngô Bình đã khôi phục lại tu vi lúc trước, nhưng anh vẫn quyết định tu luyện lại một lần, vì thế thời gian tiếp theo, anh lại ngưng tụ pháp thai một lần nữa. La Đăng nhìn hắn một cái, nói, núi Nguyên Thủy là chỗ cao cấp nhất ở Nguyên Thủy tiên giới. Đạn đạo viện tôi cũng từng nghe nói, nghe bảo vị viện chủ kia vô cùng ghê gớm, luyện chế ra nhưng loại thuốc không ai biết được. Nhân vật như thế, tôi không nên cẩn thận một chút à? Người bên phải cảm khái nói, không nghĩ đến, có thể gặp được nhân vật cỡ này, cũng coi như chuyến đi này của chúng ta không tệ. La Đăng đứng dậy, đi thôi, đi tìm Ngưu đại nhân, kịp thời báo cáo chuyện này. Dù nói thế nào, tổng quản cũng sẽ thưởng cho chúng ta. Ngô Bình tìm được Liễu Tam Tương, hai người thương lượng một chút, quyết định về núi Nguyên Thủy trước một chuyến, muốn một danh ngạch của Thiên Tuần Nha Môn. Hơn nữa, anh cũng đã lâu không về nhà, cũng phải đi hỏi thăm người trong nhà một chút. Vạn Phúc Thần Thổ, nằm ở Nguyên Thủy Thượng Cảnh, cũng là Nguyên Thủy Thượng Phủ. Ngô Bình biết người nhà sống ở rìa của Vạn Phúc Thần Thổ hơn nữa người xung quanh cũng không biết thân phận thật của anh. Lần này đi, anh đã đi hơn một năm, cha mẹ vợ con đều nhớ anh. Anh vừa về đến, đã cảm nhận được khí tức của mấy chục cường giả đạo cảnh vây lấy anh, khí tức này vô cùng quen thuộc, như Đường Tử Di, Lạc Ngưng Đan vân vân. Mọi người phát hiện ra Ngô Bình đã về, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, trong nháy mắt mọi người đã vây quanh anh. Xa nhà hơn một năm, Ngô Bình cũng vô cùng kích động, ôm lấy nhóm già trẻ vợ con, qua rất lâu cũng chưa buông tay ra. Khi về đến nhà, Ngô Bình đã nói hết lại cho mọi người những chuyện đã trải qua mấy năm nay, nghe nói anh đã trải qua một đời ở thế tục, mọi người đều vô cùng đau lòng. Rời nhà một năm, tu vi của người nhà cũng tiến bộ vượt bậc. Trước khi anh rời đi đã luyện chế một ít đan dược nghịch thiên sửa mệnh, nhờ công dụng của đan dược nghịch thiên mà phụ nữ đều đã đạt đến hậu kỳ của đạo cảnh, về cảnh giới đã cao hơn Ngô Bình. Đương nhiên, cái này chỉ là cảnh giới, luận về thực lực, các cô vẫn không phải đối thủ của Ngô Bình. Trải qua trùng tu một đời này, anh đã bù đắp những khuyết điểm khi tu luyện ở hai vũ trụ, đạo cơ viên mãn. Hơn nữa, mượn sức mạnh của cấm kỵ và 12 đạo mạch, thành tựu tương lai của Ngô Bình còn có thể vượt xa hơn so với trước khi lịch kiếp. Nếu nói, lúc trước có thể xem anh như một thiên kiêu 99 phần, thì bây giờ đã là một thiên kiêu 120 phần hoàn mỹ. Sau khi Ngô Bình về nhà, ba ngày liên tiếp cũng không bước ra khỏi cửa, chỉ ở bên cạnh già trẻ thê nhi. Cho đến ba ngày sau, anh mới có thời gian trở lại dưới núi Nguyên Thủy. Anh thân là viện chủ của đan đạo viện,
có một phần chức trách ở đó. Tuy rằng bản thân nói là vì bế quan đột phá mà không thể trở về, nhưng hiện giờ có thời gian, nên tự nhiên muốn lộ mặt. Trước đây, anh cũng đã bồi dưỡng một lượng lớn luyện đan sư có thể luyện chế một hai loại đan dược, bây giờ bọn họ đã trải qua một năm luyện tập nên đã tăng lên, phẩm chất đan dược được luyện ra đã vượt xa so với lúc trước, Ngô Bình vô cùng vui mừng. Sau khi chỉ điểm một chút cho các đan sư, buổi chiều anh đi gặp vài vị trưởng lão núi Nguyên Thủy. Nói lấy danh ngạch của Thiên Tuần Nha Môn, loại chuyện này, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, anh quyết định đi hỏi trực tiếp các vị trưởng lão trung tâm muốn thế nào. Sau khi Ngô Bình trở về, các trưởng lão cực kỳ vui mừng, lần lượt hỏi anh hiệu quả bế quan như thế nào, khi nào có thể đột phá. Ngô Bình nói, trong vòng một năm là anh có thể đột phá. Sống lại một đời, căn cơ anh đã quá thâm hậu, đừng nói là trong một năm, chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng có thể đột phá. Thế nhưng, anh cũng không đảm bảo quá chắc chắn, chỉ nói một kỳ hạn, trong vòng một năm. Các trưởng lão đều rất vui vẻ, tu vi của Ngô Bình càng cao, đan dược luyện chế ra nhất định sẽ càng lợi hại. Bây giờ, đan đạo viện đã đứng vững, có thể cân sức cân tài với đám người luyện đan sư của thượng viện. Trước kia hạ phủ đều phải phụ thuộc. Muốn mua đan dược, còn phải xem sắc mặt của thượng phủ. Nếu tâm tình của thượng phủ không tốt, bọn họ cũng không lấy được đủ số đan dược và đan dược đủ chất lượng. Bây giờ thì đã khác, có Ngô Bình ở đây, có anh bồi dưỡng những phế đan sư này, trên cơ bản thì hạ phủ có thể có năng lực tự túc đan dược. Dẫu sao đan dược mà hạ phủ cần đều là chân quý nhất, bọn họ có thể mình tự luyện chế ra một phần lớn đan dược. Ngô viện chủ, anh đến thì tốt, nửa năm trước. Thượng phủ hy vọng anh có thể đi một chuyến, bọn ta nói anh còn đang bế quan. Bây giờ anh xuất quan, cho dù có như thế nào cũng đi một chuyến đến thượng phủ. Ngô Bình có thể nhìn ra trong ánh mắt của các trưởng lão, có chút không cam lòng, anh không nhịn được mà hỏi, đột nhiên thượng phủ gọi tôi như thế à, có chuyện gì sao? Một vị trưởng lão nói, nghe nói thượng phủ có một danh ngạch tiến vào hỗn độn giới. Tam đại hỗn độn giới, có rất nhiều khu vực chưa được khai phá. Nếu cậu đi đến nơi đó, sẽ có thể dùng thực lực của chính mình mà sáng lập ra một khu vực. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, đi vào hỗn độn giới sao? Thế hỗn độn giới có thiên tài địa bảo hay không? Đương nhiên là có, mỗi vật ở hỗn độn giới đều phi phàm. Ở tiên giới, linh dược từ cấp 15 đổ lên vô cùng thưa thớt, nhưng ở hỗn độn giới, loại linh dược thế này có số lượng không ít. Một vị trưởng lão nói, thượng phủ cho cậu cái danh ngạch này. Hiển nhiên là muốn mượn sức của cậu. Thế nhưng, cậu phải nhớ kỹ, mình là viện chủ của hạ phủ đại đạo viện, cần phải giữ một khoảng cách thích hợp với thượng phủ. Nhóm người này, không có lợi thì không dậy sớm, bọn học thấy được giá trị của cậu, nên lúc này mới nghĩ cách để mượn sức. Thật ra, danh ngạch tiến vào hỗn độn giới này, ở hạ phủ của chúng ta cũng có. Chỉ là còn cần phải chờ một khoảng thời gian, nếu thượng phủ đã cho cậu danh ngạch, vậy thì đừng khách khí. Cứ vào trước rồi nói. Ngô Bình dường như không có hiểu biết gì về hỗn độn giới, anh hỏi, thế hỗn độn giới rốt cuộc là nơi như thế nào? Lúc này, một vị trưởng lão duỗi tay, chạm vào trên trán Ngô Bình một chút, lập tức có một lượng lớn tin tức tiến vào trong trí não của anh, tất cả đều có liên quan đến hỗn độn giới. Hỗn độn giới là không gian được hình thành vào thời sơ khai, được hình thành từ năng lượng tinh hoa nhất, có ba nơi. Những cường giả hỗn độn cảnh đó, đều là sau khi tiến vào hỗn độn giới, thì mới lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo. Bên trong hỗn độn giới, có sinh linh hỗn độn sinh sống. Bây giờ ở hỗn độn giới, hết 99% là khu vực chưa được khai phá. Những cường giả hỗn độn cảnh kia đi vào hỗn độn giới, cũng chỉ sáng lập ra được một bộ phận rất nhỏ. Hỗn độn giới có cha nơi, nhưng trước mắt chỉ có hai hỗn độn giới là tìm được nơi đi vào. Còn một hỗn độn giới khác có lối vào vô cùng bí ẩn, trước mắt vẫn chưa tìm được cách để đi vào. Lần này Ngô Bình đi vào hỗn độn giới, chạm đầu tiên chính là đi đến trước khu vực mà Nguyên Thủy Đại Đạo chiếm cứ, nơi đó có hàng tỷ tu sĩ cư trú, đa số đều có tu vi từ thần thông cảnh đổ lên, tu sĩ đạo cảnh tuy không thể nói là nhiều như lông châu, nhưng chắc chắn cũng không ít người. Sau đó, Ngô Bình muốn một danh ngạch ở Thiên Tuần Nha Môn, mấy vị trưởng lão lại nói vài câu. Thì anh lập tức đứng dậy cáo lui. Các vị trưởng lão nói với anh, phải hơn một tháng nữa anh mới có thể đi vào hỗn độn giới. Sau khi về đến nhà, Ngô Bình nghĩ đến một bảo tàng,
nơi đó chính là chỗ đi vào hỗn độn giới, chẳng lẽ đó là vị trí thứ ba để đi vào hỗn độn giới mà chưa ai tìm được. Nghĩ đến đây, anh quyết định lại đi một chuyến nữa. Nhân tiện, cũng đi thăm Tả Thiên Thu một chút. Thái Nhất Môn cũng không có biến hóa gì, cuối cùng tu vi của Tả Thiên Thu cũng đã bước vào đạo cảnh, trở thành cao thủ hiếm có trong giới ngũ hành. Ở Thái Nhất Môn một lúc, Ngô Bình đến vị trí của bảo tàng, mở cửa, lại đi vào khu vực kia một lần nữa. Sau khi qua cửa, có một căn nhà nhỏ, lúc này, ở nơi đây đang là ban ngày, có thể nhìn được núi cao ở nơi xa. Trong không khí tràn ngập khí tức hỗn độn, khi Ngô Bình ở trong đó, cấm thần hình như vô cùng thoải mái, tham lam hấp thu linh khí hỗn độn. À, hình như cấm kỵ vô cùng thích thú với linh khí hỗn độn. Vì thế, anh lập tức ngồi xếp bằng xuống, dùng toàn lực hấp thu. Sau khi ngồi xuống, đã ngồi cả nửa ngày, bỗng nhiên, anh cảm giác có một cái gì đó ở cách chỗ này không xa đang đi đến gần, anh mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một con báo màu than trì, đang yên lặng đi đến gần anh. Hiển nhiên, con báo màu than trì này đã coi anh trở thành con mồi của nó. Sau khi thấy Ngô Bình nhìn sang, con báo màu than trì bỗng nhiên tăng tốc, muốn ném Ngô Bình xuống đất. Một con báo mà thôi, Ngô Bình cũng chả để ở trong lòng, chờ sau khi nó lao đến đây, thì đấm một quyền vào ngực của nó. Bộp! Một tiếng trầm vang, con báo đã bị đánh bay đi mấy chục mét, lại đáp xuống trên mặt đất một cách vững vàng. Ngô Bình kinh ngạc, một quyền kia của anh tuy rằng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được, thế mà lại không hề hấn gì với con báo này. Xem ra sinh linh ở hỗn độn giới đều vô cùng mạnh mẽ. Con báo ăn một quyền, sau khi bị đau, thì không dám công kích Ngô Bình nữa, nó nhìn anh một cái, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, nó chạy được một đoạn đường, bỗng nhiên ngã trên mặt đất, chết. Hóa ra, sức mạnh của một quyền của Ngô Bình, bây giờ mới phát huy được uy lực, con báo cường tráng này dựa vào thể chất mạnh mẽ để kiên trì, nhưng cuối cùng cũng không chịu đựng nổi. Anh đang muốn đi sang xem xét, thì có mấy con sói vọt ra, kéo xác chết của con báo đi ngay lập tức. Dường như chúng nó cũng biết sự lợi hại của Ngô Bình, nên không dám trêu chọc anh. Ngô Bình lấy ra Đại Thiên Dược Điển, bắt đầu tìm xem ở gần đó có linh dược hay không. Dựa theo những lời mà nhóm trưởng lão ở núi Nguyên Thủy đã nói, ở hỗn độn giới có một lượng lớn linh dược cấp 15 đổ lên, anh muốn đi xác nhận một chút. Rất nhanh, Đại Thiên Dược Điển đã lóe sáng dữ dội, loại phản ứng kịch liệt này khiến cho Ngô Bình giật mình, anh vội vàng chạy theo phương hướng mà Đại Thiên Dược Điển đã chỉ dẫn. Đi được khoảng hơn 100, anh đó ngửi thấy một mùi thuốc kỳ dị. Vì thế anh đi chậm lại, tiếp tục đi đến gần. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này cao 200-300 mét, có một con rắn đen khổng lồ quấn quanh ngọn núi, bao bọc lấy cả ngọn núi nhỏ ở bên trong. Quả nhiên là có hung thú bảo vệ dược liệu, ánh mắt Ngô Bình lóe lên, lập tức thi triển thủ đoạn, thân hình biến mất trong nháy mắt, tiếp tục đến gần. Anh nhanh chóng đến dược trên núi, rắn đen không nhìn thấy anh nên không hề phản ứng. Trên núi, anh nhìn thấy một gốc cây nhỏ màu vàng kim, trên cây có 7 trái, tản ra một mùi hương kỳ dị. Anh chưa từng đến hỗn độn giới, bởi vật cũng không biết được loại dược liệu này, nhưng theo kinh nghiệm của anh mà phán đoán, thì cái cây này có lẽ là linh dược cấp 20. Quả của cây vàng kim, vẫn còn chưa chín, nhưng nhìn qua thì cũng nhanh thôi. Vì thế, anh tiếp tục che giấu đi hơi thở của mình, đợi cho quả chín. Trong lúc anh đang chờ đợi, có một con diều hâu đột nhiên xà xuống, con diều hâu này vô cùng to lớn, bóng của nó che được cả tiểu sơn. Con rắn đen giận dữ, lập tức ngẩng đầu lên, mạnh mẽ táp con diều hâu. Một ưng một rắn, lập tức lao vào đánh nhau, không ai nhường ai. Sau khi đánh nhau mấy chục hiệp, con diều hâu đã thấm mệt, kêu lên vài tiếng rồi bay lên không trung. Rắn đen nhìn thoáng qua, tiếp tục bảo vệ. Đến khi trời tối, ánh trăng lên cao. Ánh trăng sáng dịu dàng rơi xuống trên cây nhỏ, quả của cây vàng sáng lên lấp lánh. Ngô Bình phát hiện ra, từ trong quả của cây vàng bắt đầu chảy ra chất lỏng vàng kim, hiển nhiên là quả đã chín. Anh lập tức hái quả xuống, bỏ vào trong túi, đồng thời cũng thu cây vào trong Đại Thiên Dược Điển, sau đó chạy khỏi hiện trường. Sau khi anh hái trái của cây vàng không lâu, rắn đen cũng đã ngửi thấy mùi hương, biết là quả đã chín, nên muốn hái thử quả, thế nhưng... bây giờ cả cây vàng kim đều không thấy đâu.
rắn đen gầm lên đầy tức giận, cái đuôi lớn quét mạnh xung quanh, đập vỡ cự thạch tan tành thành từng mảnh, để lại một khoảng hỗn độn. Lúc này đây, Ngô Bình đã trốn đến nơi cách nơi đó hơn trăm dặm, sau khi đọc Đại Thiên Dược Điển, anh mới biết loại quả này tên hỗn độn tiên quả, là linh dược cấp 21. Sau khi ăn hỗn độn tiên quả, trong cơ thể sẽ hình thành một đường hỗn độn tiên khí, thể chất sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó, anh rời khỏi hỗn độn giới. Trước khi đi, anh cũng mang theo cánh cửa đi vào hỗn độn giới về, sau này cho dù anh đi bất cứ chỗ nào, đều có thể thông qua cánh cửa này mà đi vào hỗn độn giới. Sau khi từ biệt đám người Tả Thiên Thu, anh về đến Vạn Phúc Thần Thổ. Anh lấy ra một quả hỗn độn tiên quả ra, sau đó ăn nó, cảm thụ dược lực của nó. Trong hỗn độn tiên quả này, có ba loại tiên lực hỗn độn huyền diệu, nhưng có thể khiến cho cơ thể con người mạnh mẽ lên, là loại thuốc quý hiếm khó có thể có được. Lúc này, Ngộ Bình đã khôi phục lại tu vi lúc trước, nhưng anh vẫn quyết định tu luyện lại một lần, vì thế thời gian tiếp theo, anh lại ngưng tụ pháp thai một lần nữa. Cấm thần thứ nhất của Ngô Bình, tính cả sức mạnh mà anh tu luyện lúc trước, lúc này đã dung hòa tất cả lại với nhau, hóa thành một pháp thai có ánh sáng soi vạn trượng. Bên trong pháp thai có những thứ mà anh đã tích lũy trong những năm gần đây, muôn hình vạn trạng. Cấm kỵ nhân tộc, ở dưới sức mạnh khủng bố được thêm vào, cũng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, dẫn đến xung quanh sinh ra một lượng lớn năng lượng tiêu cực. Ngô Bình biết, lôi kiếp của mình sắp đến. Vì thế, anh mở cánh cửa kia ra, đi vào hỗn độn giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 215.